Đến hơn 11 giờ trưa, một bãi chứa lốp xe ở phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh còn bốc cháy ngùn ngụt sau khoảng 2 giờ xảy ra hỏa hoạn. Theo thông tin ban đầu, gần 9 giờ sáng cùng ngày, khói lửa phát ra từ bãi chứa lốp xe ở địa bàn phường An Phú Đông, quận 12. Nhiều người hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành, đám cháy gặp vật liệu cháy là các lốp xe bùng lên dữ dội, cột khói đen bốc lên hàng chục mét. Nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cảnh sát đến hiện trường triển khai công tác cứu hỏa. Lực lượng cứu hỏa bơm nước từ con kênh gần đó để triển khai cứu hỏa. Một số xe cuốc cũng được huy động để di dời lốp xe phục vụ cho công tác chữa cháy. Đến hơn 11 giờ cùng ngày, công tác cứu hỏa vẫn đang diễn ra. Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.